Các bác sẽ vào trang web võ.thinhphong.com. Vào trang web võ.thinhphong.com sẽ có hình ảnh các bác. Trang web võ.thinhphong.com. Vào trang web phố đường đến không chụp luôn có hình ảnh luôn. Thế hệ này nó biết thế hệ khác, mặc dù là người cao tuổi thì hiện nay chiếm cao hơn người thanh niên, nhưng mà
cái khó khăn mà hiện nay mà có thể phát triển tốt là phải có chỗ phù hợp, có chỗ phân tập hiện nay là rất là yếu. Tuy nhiên là để phát triển tốt thì chúng tôi sẽ làm như rất nhiều loại, tức là từ trên thành phố chúng tôi chỉ đạo quận, quận chỉ đạo mỗi lần, và mỗi một bộ đội tham gia là tất cả chúc tớ cái chúc cái quay 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 qu